cháo bột của bà, mình cũng không biết cháo bột gì nữa, rồi mới phát hiện ra cháo bột vịt. À, thấy cái chỗ ngồi rất là dễ thương, cái quán nhà xí xì à. À. Vịt ngồi nạc không có miếng mỡ luôn. Chào quý vị khán giả. Colin đang có mặt tại thành trung tâm thành phố Đông Hà, Quảng Trị, và ở đây là đường Hàm Nghi. Địa chỉ là số 10 đường Hàm Nghi, có một cái quán. Sáng giờ đi nãy giờ đi vòng kiếm một cái quán ăn để giới thiệu với quý vị các bạn. Và đi rồi vòng thấy ở đây không biết đặc sản ở đây là gì luôn. Và vô tình đang đi trên cái đường này thì số Hàm Nghi thì có một cái quán để cái tên rất là vui. Cháo bột của bà. Mình cũng không biết cháo bột gì nữa. Rồi mới phát hiện ra cháo bột vịt. À, thấy cái chỗ ngồi rất là dễ thương, cái quán nhà xí xì à. À. Và chúng ta cùng mời vô xem cái nồi nè. Cái này giống mộc quá vậy ta? Mộc. Mộc. Ồ. Trời ơi cái đùi vịt. À. Ôi hấp dẫn chưa nào, cháo bột. À hóa ra ngoài đây người ta gọi cháo tức là bánh canh đó đúng không chứ? Ôi bánh canh. Ở ngoài Quảng Trị ở Đông Hà thì người ta gọi cháo là bánh canh. À. Ê, bánh canh là cháo. Bánh canh. Dạ. Nhưng mà người ta gọi là cháo ha bà. Cháo bột. Cháo bột. Dạ. Đấy là cháo bột. Còn cháo canh là cháo gì? Dạ. Ủa mà cụ bà là ai vậy? Sao cụ bà này trẻ quá vậy? À mẹ duyên lại mẹ mất. À. Được mẹ bà ăn sao mẹ mất cái bà. Thấy không? Trời ơi, chén mắm ớt đã chưa? Ôi, à. Tiêu cùa. Ôi, hấp dẫn chưa các bạn ơi, quý vị các bạn ơi, các bạn à. Đặc biệt ở đây là cái quán này là không có đũa nha. Ồ, sáng trời chơi xe lạnh, trời mưa gió. Cái đùi này nó quá to với mình đi. Nãy giờ là mình đã ăn thử cái vị mà. Ồ, quá, chấm hả? Ở đây cũng không có chén chấm luôn, chấm nguyên cái đồ luôn. Nãy giờ mình thấy nó còn thiếu cái gì, hóa ra mình thiếu cái mắm ớt. À, mắm ớt tỏi nha. Mắm ớt tỏi tiêu. À có luôn nè, tiêu luôn. Vậy mới đúng bài. Rồi bây giờ thì mời quý bà con mình thử này đó. Có một chút nêm nếm có nước mắm vào là cái vị nó rất là khác. Rồi đây. Cắn trúng hạt tiêu nó cay mà nó thơm. À, nên rưới thêm một ít nước mắm tỏi ớt tiêu. Cái đùi vịt thấy được không? Này phải sử dụng hai tay mới chịu nổi.
Dịch không, dịch ngồi nạt không có miếng mỡ luôn. Có vẻ nó hơi dai so với cái hàm răng của mình. Và thịt nó rất là thơm. Giờ này mới 6 rưỡi sáng mà hết nửa rồi à. Ở đây nhà mình luôn á em? Ở đây là nhà mình ở đây luôn hả? Ôi, nhà bán lâu đời lắm rồi. Hết quả đùi chưa? Ăn ghê thiệt. Sáng ăn ở khách sạn thì không giờ ra cho nó vào tiếp một cô nữa. Thẳng quá cái gọi đùa hơi quá mặn. Cháo bột đùi vịt cụ bà. Quý vị các bạn ơi, về thành phố Đông Hà buổi sáng đi rảo thử nha, ghé thử ăn cái cháo bột cụ bà, quán rất là dễ thương, ngồi vỉa hè rất là thích. Và đặc biệt là những bạn mà thích cái kiểu đường phố Hà Nội thì ở đây là buổi sáng ăn đây giống y như Hà Nội luôn. Dạ, xin chào tạm biệt quý khán giả. Tôi thích một quay mà đi, không có gì hết, không biết review gì luôn. Thank you.